Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một trong lỗi thường gặp khi gặp sự cố mất tín hiệu âm thanh phòng họp. Khi mic toa mất tín hiệu, ta dùng chế độ test mic on để kiểm tra mic. Khi dùng chế độ test mic on, ta phát hiện 5 mic không có tín hiệu. Ta kiểm tra lại đầu giắc nối. Ta cắm lại đầu giắc nối, mic đã có tín hiệu. Vừa rồi, tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một trong lỗi thường gặp khi gặp sự cố mất tín hiệu âm thanh phòng họp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.